là sự lựa riêng nỗi khổ, không có một chủ quyền nào được thi hành trên chúng. Bốn là, do chúng làm khí cụ, nỗi khổ vòng tái sinh cứ tiếp tục được lựa ra bởi loài hữu tình. Năm là, nỗi khổ được lựa ra, được làm cho thích ứng với các giới ấy, được đặt vào các giới ấy. Bởi vậy mỗi thứ kể từ con mắt trong 18 thứ nói trên, được gọi là một giới theo những nghĩa đã nói trên. Đoạn 21 lại nữa, trong khi cái ngã của luận sư ngoại đạo nói kỳ thực là phi hữu, không tự tính, thì những giới này không vậy. trái lại, sở dĩ gọi là giới vì chúng khiến cho tự tính của một sự vật được mang theo. đạt tu do chữ đạt reti ti là mang và cũng như trong thế gian những thành tố nhiều màu của ngọc thạch như khoáng chất màu xanh lục, màu vàng, chấm, chấm được gọi là đà tu cũng thế mắt vân vân gọi là giới vì là thành tố của tri thức và cái khả tri hoặc cũng như danh từ chung dùng chỉ tập thể chất lỏng máu huyết vân vân chấm là thành tố của cái tập thể gọi là xác thân mặc dù những thành tố ấy có khác nhau về đặc tính cũng thế, danh từ trung giới dùng để chỉ những thành phần của cái tự ngã gọi là ngũ uẩn vì 18 thứ kể từ con mắt khi phân biệt ra thì có sự khác nhau về đặc tính. Đoạn 22 lại nữa, giới là danh từ dùng để chỉ cái không có linh hồn hay tự ngã, và chính vì mục đích loại bỏ ngã tưởng mà Đức Thế tôn dạy về các giới trong những đoạn kinh như này các tỷ kheo, con người này có 6 yếu tố, Trung Bộ Kinh, Nhị Y, 239. Bởi vậy ở đây cần hiểu rằng, vì nó là con mắt và là một giới nên gọi là nhãn giới. Chấm. Chấm. Nó là ý thức và là giới nên gọi là ý thức giới. Đoạn 23. Về đặc tính, vân vân. Sự trình bày ở đây cũng thế cần dược hiểu như đã mô tả trong phần uẩn. Chương 14 xem đoạn 37, đoạn 24, về thứ tự, trong các thứ tự sinh khởi, vân vân, kể trên. Xem chương 14, 211 chỉ có thứ tự giáo lý là thích hợp ở đây. Giáo lý được giảng dạy theo thứ tự nhân quả. Hai thứ mắt và sắc, nhãn giới và sắc giới là nhân, nhãn thức giới là quả. Tương tự với các giới khác đoạn 25, về số lượng, chỉ chừng ấy. Điều muốn nói đây là trong nhiều kinh và luận có những giới sau đây và những giới khác nữa thường được đề cập. Quang giới, sắc, đẹp giới, không vô biên xứ giới, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng phi phi tưởng xứ giới, diệt thọ tưởng giới. Tương ứng kinh y 150, dục giới, sân giới, hại giới, yểm ly giới, vô sân giới, vô hại giới. VBS 86 thân lạc giới, thân khổ giới, hỷ giới, yêu giới, xả giới, vô minh giới. VBS 85 phát cần giới, giọng mạnh giới, tinh cần giới, tương ưng kinh, V66. Hạ liệt giới, trung bình giới, siêu việt giới. Trường bộ kinh, nhị y, 215. Địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới, VBS. 82 hiệu vi giới vô vi giới trung bộ kinh y 63 thế giới của nhiều loại giới khác nhau trung bộ kinh y 70 vậy thì tại sao sự phân loại ở dây chỉ có 18 giới vì đứng về phương diện tự tính mà nói thì tất cả giới hiện hữu đều bao gồm trong sự phân loại này đoạn 26 sắc pháp chính là quang giới thẩm mỹ giới gắn liền với sắc pháp tại vì đó là dấu hiệu của cái đẹp, cái đẹp là thẩm mỹ giới và giới này không hiện hữu riêng biệt với sắc pháp, vân vân hoặc vì sắc pháp vân vân những đối tượng gồm thiện dị thụ quả báo chính chúng là thẩm mỹ giới nên đó chỉ là sắc pháp vân vân về không vô biên xứ vân vân chỉ có tâm thức là ý thức giới còn những thứ còn lại đều là pháp giới Diệt thọ tưởng giới thì không hiện hữu kể như tự tính vì chỉ là sự diệt tận của hai giới là ý thức giới và pháp giới vì đó là sự chấm dứt sanh tâm ở vô sắc thứ tư. Đoạn 27 Dục giới thì hoặc chỉ là pháp giới như kinh nói. Ở đây gì là dục giới? Đó là tâm tứ chấm chấm là tư duy liên hệ đến dục, VBS 86 hoặc đó là 18 giới như kinh nói lấy địa ngục a à tỳ làm hạn giới phía dưới và cõi tha hóa tự tại làm hạn giới phía trên các uẩn giới xứ sắc thọ tưởng hành và thức ở trung gian thuộc ở đây đều bao gồm trong này đây gọi là dục giới vbs 86 đoạn 28 viễn ly giới là pháp giới do đoạn lại nữa tất cả thiện pháp đều là viễn ly giới vbs 86. Đó cũng là ý thức giới. Các giới sân, hại, vô sân, vô hại, thân lạc, thân khổ, hỷ, yêu, xả, vô minh, phát cần, rộng mãnh, tinh tấn, cũng là pháp giới. Đoạn 29. Những giới hạ trung thượng chính là 18 giới vì mắt hạ liệt là hạ liệt giới, mắt trung bình và thượng lưu là trung và thượng giới. Nhưng nói theo nghĩa đen thì bất thiện pháp giới và ý thức, giới là giới hạ liệt cả hai giới này nếu là thiện thế gian hay bất định thế gian và nhạn giới, vân vân là chung giới. Nhưng pháp giới siêu thế và ý thức, giới siêu thế là thượng giới. Đoạn 30, địa, hỏa, phong giới là xúc giới, thủy giới và công giới chỉ là pháp giới. Thức giới là nói tóm tắt bảy thức kể từ nhãn thức. Đoạn 31 17 giới trước và một phần của pháp giới là hữu vi giới, nhưng vô vi giới là một phần của pháp giới mà thôi. Thế giới của nhiều loại giới, thì chỉ là những gì đã được chia thành 18 giới. Bởi thế, chỉ 18 giới, đó ợt nói vì về tự tính, tất cả giới hiện hữu đều bao gồm trong cách phân loại này. Đoạn 32. Lại nữa, chúng được nói có mười tám vì mục đích trừ bỏ cái tưởng thường có nơi người thấy ngã trong tâm thức mà tự tính là nhận biết. Do đó Đức Thế Tôn vì muốn loại trừ cái tưởng bền chắc về ngã, đã nói có mười tám giới, làm cho những người ấy thấy rõ không những tính cách đa tạp của thức khi phân thành nhãn giới. Nhĩ tỷ thiệt thân thức giới và ý ý thức giới mà còn thấy rõ tính chất vô thường của nó nghĩa là lệ thuộc vào các duyên mắt và sắc. Chấm. Chấm. Đoạn 33. Hơn nữa vì xét đến khuynh hướng của những người cần được giáo hóa và để thích hợp với cá tính họ bằng sự giảng dạy không quá vắn tắt cũng không quá chi tiết 18 giới đã được nói. Đoạn 34. Về cách tính nhãn giới trước hết được tính là một pháp theo loại, nghĩa là mắt tịnh sắc. Cũng vậy tai mũi lưỡi thân sắc thanh hương vào vị, những thứ này được kể là tai tịnh sắc, vân vân, xem chương 14, 37, nhưng xúc giới kể là ba pháp địa hỏa phong. Nhãn thức giới được kể là hai pháp thiện và bất thiện dị thục cũng vậy thức giới của tai mũi lưỡi và thân, Ý giới được kể là ba pháp tức ngụ môn hướng tâm, 70 dị thục tiếp thọ tâm thiện 39 và bất thiện 55. Pháp giới là 20 món gồm ba uẩn vô sắc, 16 tế sắc và vô vi giới. VBS 88, ý thức giới được kể là 76 món gồm những tâm thiện, bất thiện và bất định còn lại. Đoạn 35, duyên Nhãn giới là một duyên theo sáu cách cho nhãn thức giới. Ly khứ duyên, tiền sanh duyên, hữu duyên, bất ly khứ duyên, y chỉ duyên và căn duyên. Sắc giới là một duyên cho nhãn thức giới theo bốn cách. Tiền sanh duyên, hữu duyên, bất ly khứ duyên, và sở duyên duyên. Tương tự, với nhị giới và thanh giới, đối với nhị thức giới vân vân. Đoạn 36. Ý giới tác ý 70 là một duyên theo năm cách. Sở duyên thân y, vô gián thân y, vô hữu duyên, ly khứ duyên và tự nhiên thân y cho năm giới từ nhãn thức giới. Và năm giới này cũng vậy đối với ý giới tiếp thọ tâm 39, 55. Cũng vậy ý giới tiếp thọ tâm đối với ý thức giới suy đạt tâm 40, 41, 56. Ý thức giới suy đạt tâm cũng vậy đối với ý thức giới quyết định tâm 71. Ý thức giới quyết định tâm cũng vậy đối với ý thức giới tốc hành tâm. Nhưng ý thức giới tốc hành tâm là một duyên kể như sáu duyên gồm năm đã kể thêm tập hành duyên cho ý thức giới tốc hành kế tiếp. Trên đây là đường lối trong trường hợp năm căn môn. Đoạn 37 nhưng trong trường hợp y môn thì ý thức giới hữu phần là một duyên theo năm cách đã nói cho ý thức giới hướng tâm. Tác ý 71 và ý thức giới tác ý này là một duyên cho ý thức giới tốc hành tâm. Đoạn 38, pháp giới là một duyên cho bảy thức giới theo nhiều cách câu xanh, hỗ tương, y chỉ, tương, hữu duyên, bất ly khứ, vân vân, nhãn giới, vân vân, và một vài pháp giới là những duyên kể như sở duyên cho một số ý thức giới. Đoạn 39 và không những mắt và sắc là duyên cho nhãn thức giới mà còn ánh sáng vân vân cũng vậy. Do đó cổ đức nói, nhãn thức xanh do duyên mắt sắc pháp ánh sáng và sự chú ý nhị thức xanh do duyên lỗ tai, tiếng, khoảng trống và sự tác ý. Tỷ thức xanh do duyên mũi, mùi, không gian và sự tác ý, thiệt thức xanh do duyên lưỡi, vị, nước và tác ý. Thân thức xanh do duyên thân, chạm xúc, địa giới và tác ý. Ý thức xanh do duyên tâm, hiệu phần, pháp và tác ý. Phẩy, đấy là nói lược các loại duyên sẽ được giải thích chi tiết trong phần nói về duyên khởi. Chương 17 Đoạn 40 Cần được nhìn như thế nào? Tất cả pháp hữu vi cần được xem như tách biệt với quá khứ và vị lai như trống rỗng, không lâu bền, không đẹp, không vui thú, không có tự ngã và hiện hữu tùy thuộc các duyên. Điều kiện Đoạn 41 Riêng từng cái thì nhãn giới nên xem như cái mặt trống, sắc giới như rùi trống, nhãn thức giới như tiếng trống. Cũng vậy nhãn giới nên xem như mặt gương, sắc tóc như cái mặt nhãn thức giới như bóng trong gương phản chiếu cái mặt. Chấm, chấm, hoặc nhãn giới như mía hay mè, sắc giới như cái say mía, mè, nhãn thức giới như nước mía, dầu mè. Nhãn giới như que củi phần dưới, sắc giới như que củi phần trên, nhãn thức giới như ngọn lửa. Cũng vậy là nhĩ giới, vân vân. Đoạn 42 nhưng ý giới thì nên xem như tiền đạo và kẻ theo sau nhãn thức vân vân khi sanh khởi. Còn về pháp giới thì thọ uẩn nên xem như mũi tên như cọc nhọn tưởng vào hành uẩn như bệnh vì liên hệ với mũi tên thọ uẩn. Hoặc tưởng của phàm phu như nắm tay trống rỗng vì nó phát sinh đau khổ do thất vọng. Ước muốn bị trái ngang hay như con nai rừng đối với người bù nhìn bởi nó thấy tướng một cách sai lạc và hành uẩn như kẻ ném người ta vào hố than hừng, vì chúng ném người vào kiếp xanh hay như tên cướp bị quân lính theo đuổi vì chúng bị các khổ xanh tử theo đuổi hay như hột cây độc vì nó làm nhân cho sự tiếp nối các uẩn đem lại đủ thứ tai họa và sắp nên xem như bánh xe đau vì nó là dấu hiệu của các hiểm nguy nhưng vô vi giới thì nên xem là bất tử, niết bàn, an ổn, vì đó là cái đối nghịch với mọi đau khổ. Đoạn 43, ý thức giới nên xem như con khỉ trong rừng, vì nó không ở yên trên đối tượng, như con ngựa hoang, vì khó điều phục, như cây gậy tung lên không, vì sẽ rơi xuống, hay như vụ công trên sân khấu, vì nó mang hình dạng của đủ thứ cấu ế như tham và sân. Chương 15 này, mô tả xứ và giới trong luận về tuệ tu tập trong thanh tịnh đạo được soạn thảo vì mục đích làm cho người lành hoan hỷ NTTD015.